Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với series video hướng dẫn cấu hình sản phẩm của Tenda Việt Nam. Và hôm nay mình sẽ làm một video để giới thiệu cách đặt địa chỉ tĩnh cho camera Soho Tenda. Đầu tiên, mọi người sử dụng phần mềm OnVIP Device Manager để xem địa chỉ IP của các camera. Ta có thể vào phần mềm TTC để xem. Như ở đây, địa chỉ 192.168.81.43 là địa chỉ IP của camera CP6. Ta vào Network Setting. Mọi người thấy DHCP đang bật, ta tắt đi. Địa chỉ ban đầu của CP6 là 192.168.81.43. Ta sẽ đặt thành 81.44. Apply. Như mọi người thấy, CP6 không đặt được địa chỉ IP tính trên phần mềm OnVIP Device Manager. Tiếp theo, ta sẽ làm trên CT6. Ta sẽ đổi thành 246. Như vậy là CT6 cũng không đặt được địa chỉ tính trên phần mềm này. Tiếp theo, ta làm trên CP3. Ta sẽ đổi thành 136. Như mọi người thấy, CP3 có thể đổi được địa chỉ IP tĩnh trên OnVIP Device Manager. Cuối cùng, mình sẽ đổi địa chỉ IP tĩnh trên CP7. Địa chỉ ban đầu là 81.20, mình sẽ đổi thành 121. CP7 cũng đặt lại được địa chỉ IP tĩnh. Như vậy là trên phần mềm OnVIP Device Manager, ta có thể đặt được địa chỉ tĩnh cho CP3 và CP7, còn CT6 và CP6 mình không đặt được. Mọi người hoàn toàn có thể đặt địa chỉ IP tĩnh cho tất cả camera Tenda trên router, trong đó có CP6 và CT6. Ở đây mình sử dụng router Tenda. Mọi người vào mục DHCP Resurvision, tìm địa chỉ IP của CP6 và CT6. Ở đây là 192.168.81.43 và 192.168.81.215. Ta đổi 43 thành 44, 245 thành 246. Mọi người lựa chọn Click to Bin. Sau khi đặt địa chỉ IP tĩnh cho camera, mọi người khởi động lại camera để nhận địa chỉ IP mới. Vừa rồi là hướng dẫn cách đặt địa chỉ IP tĩnh cho camera Tenda. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.